Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 hàng năm là tháng cao điểm về an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Để ngăn ngừa, hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, cũng như tránh tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường học. Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương, trường học trên địa bàn tỉnh đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Vĩnh Phúc hiện có trên 500 trường ở các cấp học. Đa phần, các nhà trường đều nằm gần đường giao thông, do đó, việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh đến trường luôn là vấn đề được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Để hạn chế xảy ra tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh, trước khi bước vào năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường tăng cường tuyên truyền luật giao thông đường bộ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, hình thành thói quen tốt khi tham gia giao thông trong học sinh. Ngành giáo dục Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai 6 cái nội dung giải pháp tương đối toàn diện để triển khai tốt cái công tác đảm bảo an toàn giao thông trong trường học. Thứ nhất là công tác tổ chức giảng dạy thì sẽ tổ chức triển khai các nội dung giảng dạy về chính khóa trong trường học cũng như các hoạt động ngoại khóa. Thứ hai là thực hiện tốt cái phối hợp với các cấp các ngành có liên quan, trong đó đặc biệt là ngành công an theo cái chương trình phối hợp của hai bộ là Bộ Công an Bộ Giáo dục cũng như chương trình phối hợp của Công an tỉnh và Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc. Cái nội dung thứ ba là cái công tác phối hợp với lại chính quyền địa phương các cấp ở đây là để đảm bảo cái an ninh trật tự xung quanh khu vực trường học. Cái nội dung thứ tư là tiếp tục triển khai cái việc cam kết cả phụ huynh học sinh cũng như cán bộ giáo viên cái việc ký cam kết là không vi phạm cái luật an toàn giao thông đường bộ cũng như là tham gia cái hình thức giao thông trong quá trình di chuyển trên đường cũng như là giao thông trong nhà trường. Cái nội dung thứ năm là tiếp tục nâng cao được cái nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên mỗi trường. Và cái nội dung thứ sáu là tiếp tục phối hợp với lại công an để có cái hình thức tuyên truyền bằng cái khẩu hiệu Palo Office trong nhà trường, không những phong phú mà cập nhật được cái tình hình thực tiễn ở mỗi địa phương cũng trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo các điều kiện cho năm học 2024-2025, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngành giáo dục và đào tạo, tuyên truyền giáo dục văn hóa và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, tổ chức ký cam kết giữa gia đình và nhà trường về giáo dục và bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh. Trong thời gian tới, Công an thành phố tích cực tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị của các nghị quyết của Trung ương và địa phương. Hai là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các nhà trường, cơ sở giáo dục cho học sinh, sinh viên, chú trọng chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh việc đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt cho phong phú, hấp dẫn, nhà trường cần chỉ đạo xen kẽ giáo dục luật giao thông vào các tiết học môn giáo dục công dân, nghiêm cấm học sinh không có giấy phép lái xe điều khiển xe gắn máy khi tham gia giao thông, tiến hành cam kết với phụ huynh học sinh nhà trường phải tuyệt đối nghiêm túc chấp hành luật giao thông, coi đây là một trong những tiêu chí để xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong năm học, tổ chức tuyên truyền rộng rãi thông tin biển số, hình ảnh người vi phạm qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook để phù hợp với tình hình thực tiễn. Lập Thạch là một trong những địa bàn có địa hình tương đối phức tạp. Các nhà trường tập trung chủ yếu ở khu vực trung tâm, tiếp giáp với các trục đường lớn. Do đó, tình trạng mất an toàn giao thông thường xuyên diễn ra. Nắm bắt kịp thời những tồn tại hạn chế, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lập Thạch đã tập trung chỉ đạo các nhà trường thực hiện quyết liệt các nội dung đảm bảo trật tự an toàn giao thông ngay từ đầu năm học, như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của giáo viên, phụ huynh và học sinh, xây dựng các phương án nhằm phát huy hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông. Trong thời gian qua, Phòng Giáo dục đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và việc ký cam kết đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ngay từ đầu các năm học. Và phía các nhà trường thì cái việc tuyên truyền phổ biến và cung cấp kiến thức về pháp luật về trật tự an toàn giao thông được tiến hành thường xuyên liên tục thông qua các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt tập thể và được lồng ghép vào trong các tiết dạy. Căn cứ tình hình thực tế và cấp học,
các nhà trường đã xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể, trong đó tập trung vào việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh. Nhà trường đã có một số giải pháp. Thứ nhất là thường xuyên tuyên truyền cái việc chấp hành an toàn giao thông cho nhà trường thông qua cái hoạt động đầu giờ, giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp. Thứ hai là nhà trường cũng có xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, trong đó đưa cái nội dung giáo dục an toàn giao thông vào một hoạt động dạy học cho nhà trường, tích hợp trong các môn học khác, ví dụ như là môn tiếng Việt, môn hoạt động trải nghiệm, môn đạo đức, hoặc là dạy xây dựng một tiết học riêng. Hy vọng với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, gia đình và toàn xã hội sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành luật giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh. Qua đó, hạn chế được số vụ tai nạn giao thông gây ra từ thanh thiếu niên. Có như vậy mới xây dựng được môi trường giao thông Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng ngày càng an toàn, thân thiện hơn, góp phần thực hiện mục tiêu mỗi năm giảm từ 5 đến 10% các tiêu chí về tai nạn giao thông.